Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền và Nguyễn Bặc, sinh năm 924. Cả ba cùng sinh ra và lớn lên tại động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng. Từ thuở Hàn Vi, cả ba người đã gắn bó với nhau như anh em một nhà. Khi đó Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra là người có tư chất phi thường của bậc đế vương, còn Đinh Điền và Nguyễn Bặc là những trợ thủ đắc lực luôn sát cánh cùng thủ lĩnh của mình. Bộ Linh huynh, ra chơi với chúng tôi cho vui. Sao đệ không chơi ngoài kia mà chạy tới đây? Huynh ra chơi với đệ đi, không có huynh đệ chơi không vui. Trò này không hay, ta không chơi. Bộ Linh huynh, gọi huynh muốn chơi trò gì? Tất cả chúng đệ đều theo huynh. Hãy chơi trò khác đi. Được thôi, chúng ta lấy cờ lau tập trận đi. Bộ Linh huynh làm thủ lĩnh như mọi khi nhé. Được thôi. Quân đầu, mau lên ngựa. Chúng ta cùng đi đánh giặc. Vâng lệnh thủ lĩnh. Ba mươi năm sau, bẩm chủ tướng, trong trận giao chiến này chúng ta phải đối đầu với sứ quân mạnh. Nếu đánh trực diện thì chưa biết thế được mất ra sao. Chúng ta phải bày binh bố trận, công thủ đều chủ động mới mong giành phần thắng. Đỗ Động thực lực mạnh, Đỗ Cảnh Thạc lại là tướng tài nhà Ngô, nên được lòng binh sĩ và dân chúng trong vùng. Đó chính là trở ngại lớn để ta giành thắng lợi. Thưa chủ tướng, tại hạ đã bố trí quân doanh, sẵn sàng tiến tới Đỗ Động Giang, chỉ chờ lệnh chủ tướng là xuất kích. Nguyễn Bặc, người đã có kế sách gì để giành được ưu thế trong trận này sao? Chủ tướng, tại hạ và Nguyễn Bặc tướng quân đã nghiên cứu kỹ thủy thổ vùng Đỗ Động và cũng đã gài người của ta vào đó xem xét những vị trí hiểm yếu có canh phòng. Nội trong 7 ngày, chúng ta dàn quân bao vây, ắt khiến Đỗ Động gặp nguy khốn. Tốt lắm, đúng giờ ngọ ngày mai, chúng ta xuất kích đánh Đỗ Động. Tuân lệnh! Không chỉ là bạn từ thủ Hàn Vi, mà sau này đến khi gánh vác trọng trách to lớn, Nguyễn Bặc và Đinh Điền vẫn luôn sát cánh cùng với Đinh Bộ Lĩnh và có công lớn trong việc dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.